Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng tựa game Orogup. Thì như đã hứa với tất cả anh em và các bạn, thì hiện tại là bây giờ là chỉ 16 tháng 6 rồi nha anh em, vẫn chưa qua ngày 17. Thì mình cũng đã hoàn thành xong sứ mạng là farm 5 triệu RC mà không cần phải dùng một cái mã code nào hết hem. Và số tiền anh em thấy mình sở hữu nè, 94 triệu yên. Bây giờ vô mình nhận cái nữa lên 100 triệu anh em tin không? Đây mình nhận cái nhiệm vụ hem. Nhiều đây là mình đổi ra được 8 triệu 2 yên rồi anh em à. Nè đổi cho anh em xem nè. Đó, ngon chưa? Đấy. 102 triệu. Lấy lại vốn rồi anh em. Vốn liếng mình bỏ ra mình mua cái Kagune này cũng đã được quay trở lại và được đền đáp được hem. Phải nói đến cái chuỗi ngày cực khổ thức đêm để mình cắm đầu cắm cổ farm. Nhưng mà mình thức cũng không có khuya giống như mấy cựu game kia đâu anh em à. Thức tầm 11, 12 giờ thôi, cao lắm là 1 giờ. Chứ không đến 3, 4 giờ sáng đâu, hại sức khỏe lắm. Phải nói là đau khổ. Con cú này mình sẽ đập cái đầu nè, rồi xong. Nó ngon lành. Có được 200 ngàn RC nữa rồi không? Rồi farm xong cái nhiệm vụ nữa. Mới có được 3 triệu mấy à. Còn khoảng tầm 5 con nữa là ok rồi anh em à. Khá là mệt thấy không? Nói 5 con vậy thôi trời đất ơi. 7 con, 8 con nữa mới xong. Nói 5 con vậy để động viên tinh thần của mình. Anh em thấy hiện giờ cũng 1 giờ mấy rồi. Mà cũng cố gắng cắm đầu cắm cổ, đè đầu đè cổ để farm thấy không? Thôi bây giờ về trả vụ thôi anh em à. Mình sẽ đạt được Taki K1 nhanh thôi. Cố gắng thì thành quả cũng sẽ được thôi anh em à. Tuy là còn 8-9 con cú nữa, nhưng mà mình cứ động viên là còn 4-5 con đi. Mình giết xong 4-5 con đó thì mình cứ động viên tinh thần của mình là còn thêm vài con nữa, mình đã đi được nửa chặng đường, hơn nửa chặng đường rồi. Thì mình phải cố gắng thêm vài ba con nữa. Ôi trời ơi. Rồi, chỗ trảm vụ đâu luôn à. Riết bây giờ quán luôn rồi. Rồi, ok. Nhận tiền. Vừa trảm vụ vừa nhận tiền, ngon quá rồi anh em. Đó, yên của mình lại lên một tầm cao mới. Nhưng mà nó cũng đã qua đi rồi anh em à. Cái thời gian đó nó cũng qua đi rồi em. Thì mình sẽ thử nhập lại một cái code xem thử coi. Tại vì mình thấy có mấy bạn comment là bảo mình đó là không phải là do là cái code nó hết hạn hay gì, mà là ở một cái server mà nhiều code quá đó anh em, nên là nó không cho nhập em. Rồi thì bây giờ mình sẽ nhập lại một cái code bao nhiêu data. Rồi mình sẽ nhập lại một cái code thử như nào ha. Rồi không được nha anh em. Rồi mình sẽ nhập một cái code cuối cùng nữa. Tại vì mình thấy anh em và bạn nói cũng có lý. Là cái code á là ở trong cái server, tại mấy bạn nhập nhiều quá đâu không được. Có thể là mình vào server VIP mình nhập thử xem như thế nào không. Rồi bây giờ thì mình sẽ biến lên cái dạng Taki K1 không. 5 triệu RC lên được chắc 100% luôn. Nhưng mà bây giờ mình có 10 triệu RC thì mình cũng không có lên được cái dạng Taki K2 đâu. Cấp độ đến 1500 lượt anh em, chua chát lắm nha. Rồi biến hình. Biến hình lên chữ đồ dữ dội ta. Cô đừng nói cái chữ này đi theo mình hoài luôn nha anh em. Wow, nhìn đã dữ. Ok á. Thu. Ủa mình biến lên cái dạng đó là chữ chạy màn hình vậy hả anh em? Đâu lại coi. Cô. Nhìn ngầu quá chứ. Nó là ngầu lòi luôn. Đâu để mình xem thử chiêu thức như thế nào. Mà sao chữ chạy sao nghe khó ưa vậy. Bình thường thấy đẹp vậy là bây giờ thấy hết ưa nổi rồi nha. Nào chịu e coi. Wow. Toàn là những cái chiêu mà Cú. Ám sát dữ à. À cũng có một chiêu đánh tầm xa nè anh em. Ủa hay là cái server nó lắc nó bị vậy anh em, chứ sao kỳ vậy. Sao mình biến lên chạy chữ đầy màn hình hết vậy? Bấm F chạy. Tăng tốc. Cái này chạy được nha anh em.
Mình sẽ sử dụng cái chiêu này để 36 kế chạy được thử sách thấy không? Chẳng hạn như bạn nào dí mình ha. Giọt. Mấy bạn thường thường á là sử dụng chiêu này để truy đuổi đối phương, còn mình sử dụng chiêu này để 36 kế chạy là thượng sách. Thôi thấy mấy chiêu này cũng chắc lắm chứ. Ngon 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 ngon. Mà trong lúc chạy anh em thấy cái vòng xung quanh không? Đó. Cái vòng này chắc mình nghĩ là sau khi mà mình càng trúng ai đó thì mình sẽ gây sát thương đó. Bạn kia vừa lại gần mình mà mình đang trong cái tư thế chạy nè anh em, bạn đó sắp chết luôn rồi em. Rồi mình sẽ ali vào để một lát anh em quýnh mình coi như bom đầu à, nguy hiểm lắm nha. Ali 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 vô rồi, ok, ổn rồi ổn rồi, tiếp tục đầy ba lên. Hèn chi anh em xài anh em chém mình lên bụi lên sình là đây. Mấy cái chiêu này mình thấy chém ra những cái luồng gió màu tím này anh em coi nè. Đó, thấy thấy vậy thôi chứ mà ở trong cái phạm vi cái gió tím đó là lấy lúa liền. Đâu thử à. Mà sao nó giật giật đang chán chứ vậy. Đâu con này nè, test thử à. Lướt lại là gục ngã liền. Trời cung. Cầm con dao chặt thịt đi đâu thì ứng nè. Mà sao biến lên cái hiện hiện mấy cái này là sao ta? Chán dữ vậy. Đây. Lướt lại liền lấy lúa. Chạy đi đâu? Kiếm con cú giết thử anh em. Solo bập co với con cú thấy không? Thì mình cũng được mấy anh em chỉ ở đây nè. Mình chỉ cho những anh em nào không biết nha. Chẳng hạn anh em nào mà hoàn thành xong cái phần training này nè, đó 100% thì anh em sẽ được chọn một trong những nhân vật, sau đó là anh em bỏ vào ba cái slot đó ha. Thì nói chung á là tùy theo cái nhân vật nó sẽ tăng cho anh em một chút ít điểm, có thể là Kagune, cũng có thể là Defend, cũng có thể là cái điểm này ha, cái điểm này cũng biết đọc sao nữa đây, coi đây 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 đây, đây. cái điểm này nè anh em. Fisher gì nè, kệ nó đi. Mà đọc tiếng Anh thì chắc chắn rất là dở rồi, mong anh em thông cảm ha. Rồi anh em sẽ chọn những nhân vật nào đó mà anh em training 100% này đó. Rồi anh em sẽ dục vô những cái slot ở đây ha. Đó anh em thấy slot 1 của mình nè, Shu này ha. Slot 2 của mình là Nishiki nè. Slot 3 của mình là con nhỏ Toka nè. Đó. Thì mỗi đứa nó sẽ tăng thì đây. Đây là những cái điểm số mà nó sẽ tăng cho anh em ha. Đó anh em có thể là coi là nó tăng cái gì. Nếu có Tsukiyama nằm ở trong cái danh sách thì bạn sẽ được tăng 25 kinh nghiệm sau khi mà các bạn thu thập xác chết ha. Đó. Nói chung là mỗi nhân vật nó sẽ tăng cho các anh em cái khác nhau ha. Nên là anh em cứ chọn lựa một cái con nào đó mà thích hợp với anh em để anh em cho vào danh sách. Nó chẳng hạn như anh em thấy nè, cái điểm Kagune của mình là 1696, nhưng mà ở đây là nó đến 1746 lần, tại vì mình chọn cái thằng nhân vật mà nó tăng đến 50 điểm Kagune đó anh em, nên là nó mới gia tăng lên đến 1700 vậy ha. Rồi bây giờ đi. Sao mà mỗi lần mà biến hóa lên hiện chữ ở đây không hiện chữ anh em à? Không biết anh em có bị hay không ha, tại vì mình mới lên trạng thái này nên là không có biết. Biến lên hiện chữ in ỏi vậy. Đâu, thử lại rồi. Nữa, lại lên chữ nữa. Trời ơi, mình xài ở trạng thái này sao anh em đuổi kịp mình chạy thôi. Mất dép. Đó là mình lướt kiểu này nữa. Rồi mình tiếp tục mình ép mình chạy rồi ai có thể truy đuổi được mình. Có bạn nào mà dạng mà xài kỹ năng ngang mình á, cao tay ấn mới đuổi được mình thôi. 36 kế chạy là thượng sách, ngon. Chạy bộ đi kiếm cứu luôn nè anh em. Thằng này chết đi, sống gì nổi. Lướt nhẹ cái là nằm dùng liền. Ô. Cứu không có ở đây hả? Cũng có ở đây, vậy mình reset. Mình reset mình qua cái chỗ bên kia kiếm đây. Kiếm cứu đánh luôn, giờ mạnh rồi. Nó nói vậy thôi chứ cứu chỉ cũng chết nha. Ồ ồ ồ ồ ồ. Không quá, không quá, không quá. Vậy là chắc là bạn nào giết rồi hem. Để ba lên. Woohoo!
Đã thì trời ơi, nhìn nhìn chắc như quả đất hơn anh em mà. Anh giật 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 chữ màu xanh nghe chán thì chứ không biết là anh em có bị không hay không. Giáp bọc thân được các kiểu. Thì mình cũng có nhận được một số comment của các anh em là anh em kêu cái màu của mình á hiện tại là quá xấu đi, nhưng mà đây là màu mình yêu thích. Nhưng mà mình thấy rất nhiều anh em comment bảo là màu này á chưa phải là quý hiếm đâu. Cái màu đen thủi đen thui kìa, nó mới dạng hiếm rồi rồi. Để mình sẽ thử quay màu đen thủi đen thui coi hiếm cỡ nào hem. Tại vì mình thấy có những bạn comment kêu quay đến 6-70 lần á, nó cũng không ra được màu đen thủi đen thui nữa. Số trời anh em. Có những bạn á lại quay một lần một là ăn ngay. Rồi bây giờ có cần đi quay số không ta? Thôi từ từ đi. Đang để màu xanh đẹp như thế này quay số chán lắm. Ủa mà cái chỗ này để làm gì anh em? Mình không biết luôn nha. Trên đây nè. Trên đây cái gì mình thấy cả 100 triệu yên đang để đây nè. Mà không biết là nó làm cái gì đây ha. Thôi kệ đi, không quan tâm. Chả quan tâm. Ôi bạn kia truy sát thì mình gắt gao vậy. Bạn này chắc chạy cũng bá đạo lắm này nha. Mới dí theo kịp cái vận tốc của mình. Chứ mấy bạn bình thường làm sao mà theo bắt kịp cái vận tốc của mình được. Ép. Chị ép tăng tốc, sướng thiệt chứ. Không cứu đâu người ta. Một cúc. Ủa dạng kim la thái ghê hả? Sấy quá. Sấy ghê gớm gớm ghê thế bạn. Nhiệm vụ sẵn đây mình thẻo thịt từng con hết. Đâu hết à. Trời khóc. Không chết ta. Gàng. Không chết, giống không chết lắm. Chiến binh đây nè. Húi. Mình bật lên mình chạy không mà cái con đó nó cũng nằm la liệt lóc lê nữa. Sợ lịch. Gì ghê bạn. Ủa cư. Wow. Ghê thế. Sấy mình rống luôn. Thôi mình bb dở lắm nên là không có bb. Ý. Đừng nên giết con này. Giết con đó hất bại em vụ. Ừ ha. Có một số bạn đội xe mặt nạ phải không? Đọt nạ lên cho mấy bạn xem cho hả dạ cái coi. Nè. Anh em đòi xem mặt nạ của mình thì mình cho xem mặt nạ đó. Anh em thấy tiếc xanh hả không? Mặt nạ của mình đó anh em. Đẹp trai không? Đẹp trai quá đi chứ. Mà là tại vì ở cái hình dạng này là có mặt nạ rồi nên là không có được đeo vào trò cúc. Cúc. Gúi. Ê, ê. Ghê hả? Wow. Dữ dội ta, khoái rồi nha. Nhân vật đó tên gì để mình biết mình tắt Ali mới chơi được chứ. Chứ mình Ali là rồi làm sao mình chơi được. Hui, tăng tốc. Giết. Làm sao mà chơi không lự chứ. Ồ mà chạy lẹ dữ vậy anh em. Công nhận kinh khủng luôn á. Chắc nâng cái điểm đầu cao lắm á mới chạy vậy á. Lướt cực kỳ xa kìa anh em thấy không? Ghê chưa? Dưới tốc độ của mình tăng tốc lên cũng chưa chắc là dí lợi nữa. Hình như mình Ali rồi á nên là đánh không thấm hay sao á. Tà gốc. Ở trong đây mà bị chụp đầu ra đánh luôn. Ghê vậy á. Chắc mình Ali bằng đó vô rồi đó chứ mình đánh đáng lý ra thì mình trúc dậy bằng đó cũng phải trầy da chứ mà không biết bằng đó tên gì thôi. À chắc là cái tên này nè. Ờ đâu có Ali đâu. Ghê quá. Xài đuôi của vệ sinh gấp dỗ mình có 2 dỗ hay không? Nói chung á là phải luyện thêm nữa mới được. Chứ cái tình hình như vậy thì được cái hình dáng bên ngoài thôi anh em à. Chứ cái vỏ trong bị bọng lỏng ruột lắm.
Cái này mình phải luyện thêm nữa cho đỉnh cao ha. Mình sẽ cố gắng luyện lên cái cấp độ nè, nó mới lâu nè. Đánh con cú lên là có 3 cấp à. Mình có ít 2 luôn rồi đó. Vậy mà mấy bạn luyện lên max level được. Hey, công nhận. Tại vì mình đánh cái con cú á, bình thường á là không có ít 2 á, thì lên tầm đường cấp 2 cấp là mình có ít 2 luôn. Lên được 3 cấp, 4 cấp hết đát. Maximum luôn. Mà con cú 5 phút xuất hiện lần. Mà mình đánh là đâu có sung sướng gì như anh em. Là khiều một cái chết. Nó cũng phải lết lại rồi quýnh cả buổi trời, rồi xài biết bao nhiêu combo vào mới chết được con cú chứ đâu có dễ dàng. Ủa mà cái này là gì vậy ta? Mình chưa biết này là gì luôn á. Đâu để mình lại thử cái con kia, mình trồng thử cái đó xuống thử coi. Cái gì vậy nhờ? Chiêu quái lạ vậy. Ủa cái chiêu này trồng lia lịa được hả? Quái lạ. Hay là ai đụng vào nó mất máu? Đâu phải. Xe. À xe hả? À bấm C cái là E cái lướt lại hả? Mình thật sự là mình không biết combo này ha. Cho dù mình mạnh hơn những bạn cấp 700-800 nhưng mà mình combo là quản thua á. Mình thấy chiêu chạy là mình ngon nhất nè. Đâu bạn nào kêu đâu test thử đâu. Đâu mình test thử cho vài pha nè. Đó có chết đó đâu. Có chết lắm anh em à. Không phải dễ đâu. Đánh ngu lắm. Thấy chiêu này được nè. Thích hợp với mình. Những chiêu nào chạy là thích hợp với mình. Còn những chiêu nào mà dạng mà đánh mà canh vị trí như thế này á, nó xê rồi e cái đó, hơi khó cho mình nè. Mấy chiêu đánh canh vị trí mình canh không được anh em à. Canh không có chuẩn. Tuy là mạnh mẽ vậy á, nhưng mà BK ngu lắm. Cái này mình nói thiệt. E vô C F. Đó, chiêu F là hợp với mình nhất nè. Mình thấy mình ưng ý nhất cái chiêu F này ha. Rồi thì hiện tại là cái dạng này á thì mình vẫn chưa biết combo nha anh em. Combo thì khá là ngu ha. Thì mình á là dân farm chứ không phải là dân đi đánh lộn BB. Nên là chắc chắn là combo cực kỳ ngu luôn. Cũng mong anh em thông cảm ha. Rồi thì mình nghĩ là video ngày hôm nay thì tạm kết thúc tại đây đi anh em. Thì mình sẽ farm lên 10 triệu rồi chơi ha, để sẵn, chờ sẵn thôi. Chứ thật sự là cấp 1500 thì farm cũng không biết là ngày nào, tháng nào nữa. Tại vì lên rất là chậm anh em à. Mỗi ngày mình farm cao lắm á, là 30 cấp, 40 cấp là hết đát rồi. Là nó dữ lắm rồi nữa nha. Mình không biết anh em farm bao nhiêu ha, chứ mình farm vậy là maximum của mình rồi. Rồi, thì video ngày hôm nay thì tạm thời mình sẽ kết thúc tại đây ha. Thì cũng cảm ơn anh em và bạn đã bỏ mất thời gian ra theo dõi video. Và hẹn gặp anh em và bạn trong video lần sau và kế tiếp của mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.